tôi là nó khác với cái thủy. Thủy nó vừa đăng 400. Cái thủy nó vừa đăng 400 này. Tôi bán mẹ 10 cây 250. Cái loại này thì mỡ lá hơn này. Nó đăng 400 đấy chứ. Nó bán từ 10 cây 400. Đăng mẹ 250. Từ đây giờ đi là các ông sẽ thấy là mẹ lại tập trung lại bán nhảy kép. Tại vì có lẽ là rẻ rồi đấy. Rẻ rồi đấy. Đây này buộc như này thì các ông dễ hình dung. Nhưng mà nếu mà bỏ tán ra thì nó ghê lắm đấy. Bỏ tán ra cũng ghê đấy. 250 lấy từ 10 cây. Còn bình thường thì nói chung là bán từ 10 cây. Bình thường nếu các ông lấy đầu trăm thì 220, 201. Nên khi mà mình bán giá rẻ như này là các bạn sẽ biết là sắp tới là tha hồ các bạn sẽ thấy là tôi đánh nhảy kép đấy. Hai này nó được lá tại vì nó tiện đường thế là chăm sóc được. Hình như cái thủy nó đăng là 400 đúng không? Tôi cũng không để ý đâu. Đến nó đăng cái gì thì không ấy thì là như cái loại mà tôi đang live stream cho mọi người như này này. Tí đo quy cách. Còn nếu đây là như các bạn hình dung là nếu mà các bạn mà sửa cái loại này thì cũng sửa được nhá. Nhưng mà đến đây là sửa đến cái hai cái nuống kia thôi. Không sửa bên này. Mà như kiểu cuối ngày rồi là đói là ngôn từ nó lại tắc này. Tắc ở đường ruột. Ngôn từ nó tắc ở đường ruột. Đây nhảy kép đây này. Lá thì nó màu nó ấy hơn. Cái nụ đây. Bếp trăm từ năm ngoái. Đây là nụ của nó đây này. Đặc điểm ưu điểm của cái loại nhảy kép nhá. Cái nụ của nó như thế này là còn nụ bé đấy. Nụ bé đấy. Này các bạn nhìn nụ chưa. Các bạn so với cái nhảy hai lá của mọi người. Cái nhảy thóc với nhảy đơn của mọi người. Này. Ngón tay cái luôn. Mà cái bông này còn bé đấy. Cái bông của nó phải chén uống chè ấy. Chén mà các ông hay ấy ấy. Cái bông như này cũng không chưa chuẩn đâu. Đấy cái nụ này. Đấy các bạn nhìn này. Còn những hôm mà tìm những cái cây mà thứ nhất là có thể do chăm được. Mấy thế nọ thế kia thì nó to nó đẹp lắm. Chứ nó không như cái nhài đơn mà ít cánh của mình. Còn nói về độ thơm thì theo tôi không bênh cái gì thì có lẽ là ở giữa. Còn các bạn mà ví dụ như nhà các bạn thì thấy cái cây nhài đơn của các bạn nó thơm như nào thì có lẽ cái loại này nó cũng thơm như thế. Lá thì nó xanh một cái màu nó ấy hơn. Nhiều người mua nhài kép này đâu, bà chị bà cũng là gọi là đại gia đấy mà ở nhài kép này thì cái màu nó sang trọng hơn. Chứ còn nói chung là nó cũng là họ nhài nhưng mà cái màu nó màu lá này, xong rồi hoa này, nó đẹp hơn. Còn so với độ thơm thì tôi thấy là cũng như nhau. Đấy, sai hoa thì tôi cũng cái loại này cũng sai hoa lắm đấy nhá. Không phải là không sai hoa đâu, nhưng cái dòng này là dòng mới. Có lẽ người chơi chưa tiếp cận được, nhà vườn ở đây thì thi nhau trồng. Thì các bạn biết là cái giống cái bé bé mà vừa rồi tôi quay 40 mấy 50 ấy nó còn to hơn cái giống 150. Tức là cũng là cái cây ý. 120 mấy 150 ngày xưa nó chắc nó chỉ được như này. Không được như này đâu mà. Không được như này. À, những cây ngon. Thôi được rồi, tiến hành để đo cho các bạn. Thì nói chung là cái nhài kép này thì tôi chỉ nói với mọi người là cái hoa nó to hơn. Và nó nhiều cánh hơn. Còn đơn giản nhất để các bạn hình dung thì nó chỉ cần các bạn chỉ hình dung là các cái loại này nó đối xứng từ 3 lá trở lên. Chứ không phải là đối xứng chỉ 3 lá đâu. Nó đối xứng từ 3 lá trở lên. Người ta gọi là nhài kép, nhài 3 lá. Còn các loại của các bạn nó chỉ đối xứng 2 lá thôi. Các bạn nào có cây nhài hay là hàng xóm có cây nhài thì các bạn tự các bạn ra các bạn xem. Và áp dụng mấy cái video này thì các bạn sẽ biết. Cái màu lá của cái loại này nó khác nhá. Màu lá nó khác này. Có lẽ là nó to hơn. Lá nó to hơn. Cái thứ hai nữa là bông mấy cái nụ nó to hơn. Tại vì ở đây nó không có cái cây nhài hai lá. Để cho tôi cho các bạn nhìn thì nó dễ hơn. Đây đối xứng từ 3 lá. Còn của mọi người thì thường là chỉ đối xứng 2 lá này. Cái thủy nó đăng 400 đây. Còn các ông mua nhanh còn kịp. Cứ bảo là tôi nhận tức là Tuân nó nhận tôi 250 bán từ 10 cây. Thì với khi tôi bán cái giá như thế này thì là sắp tới các bạn sẽ thấy là tôi đánh một loạt nhài. Nếu đánh nhài thôi xong lại chuyển sang chán đã bán mẫu đơn rồi lại chuyển sang nhài. Đây ba lá đối xứng từ 3 lá này. Ra là cũng chả phải chịu khó. Mà bây giờ không làm thì cũng mệt. Đấy, đôi khi là đấy thì nó trách nhiệm của cái việc đấy. Khi mà lắm người theo dõi thì để làm gì đấy. Còn như mọi người khác nghĩ hoặc là như mọi người nghĩ thì chỉ có là làm thế nào để lắm người theo dõi thôi. Còn đôi khi là khi mà lắm người theo dõi rồi hoặc bản thân mình khi mà chưa có người theo dõi mình đã đặt cái câu hỏi là tiền nhiều để làm gì hoặc nắm người theo dõi để làm gì.
nắm người theo dõi thì phải thứ nhất là bán hộ anh em, hoặc là cái thị trường chung nó như thế nào thì mình nói như thế. Còn đôi khi ví dụ như nếu mà tôi mà nhìn là như những ông mà đầu bạc bây giờ ấy, thì tôi sẽ thổi cái loại này nó lên rời lên biển luôn. Thương gia Trung Quốc sang trả 20 triệu một cây mà tôi còn chưa bán cơ, thế nọ thế kia, thổi một cách mà nhiều bạn thì bảo là phải có những ông như thế thì thị trường cây cảnh mới phát triển được, mới thế nọ kia, nhưng toàn nói sai sự thật. Xong gặp những ông nhà báo ăn tiền nữa, thế là thuê bóng phóng viên về nhài ba lá này, chỉ có tôi mới bán chuẩn thôi, các bọn khác thì nó toàn bán điêu, mới mà bán thành nhài ta này, nhài thóc, nhài để người ta cắt bông, để người ta làm hương dương hự, làm kiểu dược liệu, mấy cả là nhà làm để làm trà các thứ ấy. Bọn nó nói thì nó toàn sai sự thật hết đấy mà. Cái bọn nhà báo thì bây giờ nó phải có tiền, nó nói thì hay lắm, là thanh niên bỏ việc ngân hàng thế nọ thế kia. Tôi chả làm ngân hàng mà đéo bao giờ. Còn nhiều ông tiktoker thì muốn gặp mình để phỏng vấn rồi thì cũng nhiều thế nọ thế kia. Nhưng đại ý là thôi không nói về cái chuyện cuộc sống nữa. Cuộc sống nó nhiều mặt lạ lắm. Còn tại vì là tại sao mà lấn cấn sang cái này, tại vì là bạn ấy hỏi vào tại sao mà mưa gió thế này chịu khó như thế. Mà bây giờ nói thật ra là mẹ quay chụp như này không phải vì tôi nữa. Tôi cũng chả thiết tha mấy cái ấy như thế này. Tôi muốn ở nhà tôi. Mẹ vừa rồi mấy trận chung kết cờ tướng cờ tiếc tôi cũng không để ý được cái này. Đây này các bạn hình dung nha, từ cái cỡ to như này nhưng sang bên này để dắp để thành một thân ấy, gọi là sửa thân. Còn bây giờ thì kiểu giá nhài cành nhài kép nó rẻ ấy, cho nên là bà con không chiết nữa. Đấy, từ cái cây bụi à cây to như thế này này. Đấy là sửa các cái cành khác ấy. Thế này các bạn hình dung chưa? Các cành khác nó ngắn này. Các cành khác kiểu nó mọc lên ấy, bây giờ sửa một thân, các bạn có cây thì các bạn cũng làm như thế. Có cây thì các bạn cắt hết đi. Nhưng ngày xưa khi nhài cành chiết nó có giá thì là để cành để chiết. Nhưng mà đến bây giờ khi mà để xu thế là một thân ấy thì các cái này các bạn cắt hết đi để như cái này. Đấy thì các bạn sẽ được một cây thoát thân. Đấy, được một cây thoát thân càng sớm càng tốt. Nhưng ngày xưa thì còn cắm cành rồi còn chiết, chứ còn như các cái cành này đấy cắt hết đi. Tại vì cành nhài ấy bây giờ thì thực ra là đến một thời điểm nào đây các bạn sẽ biết là đôi khi là không làm cũng có ăn thật. Tôi bây giờ nói thật ra chỉ cần ở nhà thôi, bảo ai đấy anh em ra quay chụp hoặc là chụp ảnh gửi tôi gửi khách, thế là tôi có ăn. Có làm thì mới có ăn, thì thằng Huấn nó nói thế, thằng Tiến Bịp nó sẽ chống đối lại. Nó bảo thế các cụ mày ở trên bàn thờ, thế mày lại bảo là có làm mới có ăn, thế thì không cho các cụ mày ăn à? Đấy, tức là đến nói về cái chuyện đời nó còn nhiều lắm, Tiến Bịp nó cũng phản kháng lại. Thế các cụ mày bây giờ đến ngày rằm mùng 1 mày bảo là có làm thì mới có ăn, các cụ mày mất rồi hoặc là các cụ có tuổi rồi nằm một chỗ mày lại bảo có làm mới có ăn, thế mày không làm thì thử cho các cụ nghỉ hết à? Đấy, các bạn phải hình dung là cái người mà cái câu chuyện này nó cũng ấy đấy. Khi các bạn thấy một người ta ngồi dưới bóng râm, người ta mát, thì cái cây ấy đã được người ta trồng rất là lâu rồi. Chứ còn cũng không phải là có làm mới có ăn. Thế bây giờ bố mẹ hoặc ông bà chúng ta có tuổi, thế là không làm thế là không được ăn à? Đấy, thì là đã đẻ ra chúng ta công nuôi dưỡng các thứ, thì các bạn phải có cái tư duy phản biện như thế, chứ không phải thấy thằng Huấn nó nói như thế nào cũng tin như thế. Còn nói chung là để cho các bạn trẻ thôi, còn khi người ta có tuổi rồi, bố mẹ các bạn ông bà chúng ta đây đã trải qua đẻ xong rồi nuôi dạy chúng ta rồi, thì đến cái thời điểm ấy thì cái câu chuyện trong đời sống ấy, khi bạn thấy một ai đó đang ngồi dưới một bóng cây nó rất là to mát mẻ là do người ta đã trồng cái cây biết bao nhiêu năm rồi, đúng không? Tiến Bịp nó đưa ra nhiều cái phản biện cũng hay phết đấy. Tiến Bịp nó chỉ nói đến cái giai đoạn thế bố mẹ mày, ông bà mày mất rồi ở trên bàn thờ, thế này mày không cúng à? Bố mẹ mày không làm là mày không cúng à? Hiểu chưa? Cái loại này thì các bạn không chưa hiểu được. Nói gì lại khinh các ông ấy. Đây gốc, đây nói ra đây xoay như thế này. Tức là tôi đang hướng dẫn mọi người nếu mà sửa thành như này thì tán nó bé hơn. Đấy, cũng là cùng một cây bụi như kia kìa. Đấy, như thế này. Hiểu chưa? Sao này mày mấy thằng rẻ rách hay là chửi tao rẻ rách hả mày? Mày thấy tao rẻ rách sao mày còn phải vào xem live stream mấy các thứ này làm cái gì hả mày? Còn nói thì phải có tư duy như thế chứ này, phải có tư duy phản biện. Cái cây này nó rất là to nha, như cái bộ anh kìa. Nhưng mà bây giờ sửa đi thì đấy các bạn cũng về cũng làm như thế. Mày thấy tao rẻ rách hay là mày nói tao rẻ rách hay là thế nào? Mà tao rẻ rách sao này vẫn để cho mày phải xem live stream là thế nào hả mày? Không muốn mắng đâu nhưng mà đây này, sửa thân đây này. Nếu các bạn mà sửa lên phía trên này thì nó lại ấy quá. Sửa lên phía trên này nó thoát cao nhưng mà nó bị tật. Hiểu chưa? Ôm vợ thì nói chung là ôm lúc khác. Tại vì nói chung là như khi tôi bây giờ nói, cái tiền bạc nó cũng mỏng nhẹ đi. Nhưng mà vì anh, vì em, xong vì một cái thị trường, xong vì người mua,
Xong rồi vì những cái thằng nó bảo mình rẻ rách mà nó vẫn cứ nai chim nào nó cũng có mặt đi. Buồn cười lắm. Đấy, đây đây, bây giờ đo cho mọi người nhá. Ná cái loại này nó rất là mỡ. Tôi ngày xưa tôi còn tranh cãi, chứ bây giờ tranh cãi với chúng nó làm gì. Đôi khi thì tôi nói rồi, các bạn đang đi đường cứ thấy chó nó cắn các bạn, bạn lại đứng lại xong bạn dừng lại nửa tiếng cắn nhau với nó thì đến bao giờ mới đến đích được, đúng không? Đúng không? Cứ thấy chó nó cắn ở dọc đường các bạn đi đến một điểm, ví dụ bây giờ tôi đi từ đây về nhà mất khoảng tầm 25 cây số, cứ thấy con chó nó lao ra nó cắn các bạn, xong các bạn lại ngồi xuống giải thích với chúng nó, xong rồi cắn lại với chúng nó thì đến bao giờ mới về đến nhà, đúng không? Không giải thích, đôi khi không giải thích, nói với chúng nó để cho các ông hiểu thôi. Đây gốc đây này, ông nói nói chung là từ ngón tay. Đấy. Thế mới bảo là đôi khi các bạn tranh cãi với người khác cũng chỉ là ấy thôi. Còn nhiều ông thì nói thật ra như này này, tại sao tôi phải lên những cái video mà hôm trước nói về kẻ giàu người nghèo. Các ông bảo, các ông đôi khi có những ông tốt, ông bảo là không phải tranh cãi với bọn nó làm gì. Thì tôi mới bảo là đôi khi thì mình gọi là giúp sỉ như này này, giúp người nhưng giúp sỉ. Nhưng mà có một ông đặt ý, ông ấy mua, cái ông ấy cũng ở nước ngoài, ông mua cây mọc 20 triệu của tôi, bán thì rất là rẻ so với thị trường rồi. Nhưng mà vào chúng nó toàn những cái bọn nó không biết về cây ấy. Chính là Trang này này, toàn những bảo cái loại này làm củi ở tao có 5 triệu mới 6 triệu. Thế là ông ấy sợ, ông ấy nướt xuống toàn bình luận là đắt mới thế nọ thế kia. Thế là ông ấy sợ, ông ấy rén. Để cho các bạn có một cái nhìn thì phải có phản biện, có phải thế nọ kia. Nhưng đôi khi tôi có thể ngó lơ được, kệ bà chúng nó nói gì thì nói, mình thiếu gì khách hàng. Nhưng đôi khi không nói thì là cái người ta không ấy, là người ta nghĩ đắt rẻ rồi các thứ linh tinh là mệt. Cái loại này, cây này thì bé nha, cây này bé này, gốc thì nó vẫn đạt thôi nhưng mà nó bé. Còn bán cho các bạn bụi, các bạn thích làm gì về làm. Đây sơ sơ như này này, có cây to có cây bé, bé thì bỏ lại. Gốc của nó thì đây, ngón chân cái đây, ngón chân cái đây. Không, bây giờ con cái nó có ấy đâu, ngón chân cái đây này, ngón tay cái thì đây. Còn các ông thích đo thước thì tôi phải kẹp. Nhưng mà cái loại này không không thể đo vòng tròn. À, cái cành có gốc kia thì kẹp được. Nhưng mà có những gốc nó bé hơn này. Gốc này gần 3 phân. Đây tí kẹp cái kia nha. Còn cái loại này kiểu chôn sâu ấy, chôn sâu ấy, cho nên là nó cũng không đều đầy kẹp được. Còn có những gốc nó to lắm. Vanh của nó là 7. Vanh 7. Đây. Đây cái loại này thì các bạn về sửa được. Trên này khéo to hơn thì phía dưới gốc. Nó tầm như thế này là tầm 2 phân rưỡi hay sao? Có kẹp thì cái loại là một thân kẹp. Gốc của nó nói chung là ngón tay cái trở lên. Ngón tay cái trở lên. Nên nếu mà bây giờ mà cắt cái loại này thì nó ảnh hưởng đến tán. Bán cho các ông hàng bụi xong rồi về các ông tự sửa vậy. Đây, như thế này để cho các ông dễ nhìn nào. Nào. Cứ để ngón tay này xong rồi cho các ông ấy. Còn đây để đo thước đây. Đấy gốc nha. Gốc nha. Chiều cao. Ôi cây này phải, cây này bé quá. Xét phải chọn cho các ông những cái loại nó ấy hơn. Chứ cái loại nó bé bé thì thôi để lại. Buộc như này thì nó cao được hơn 1 mét. Mét 15. Tán thì thực ra phải bung ra thì các ông mới hình dung được. Đây là đã buộc. Buộc như này thì đo thế mẹ nó tán. Cởi ra thì mới ấy được. Còn từ cái loại này mà các bạn mà tức là cắt đi để thành một thân thì nó hơi ấy. Nếu các bạn muốn làm giàu hoặc các bạn muốn làm vườn mấy các thứ này thì đôi khi là tùy theo. Nhiều ông bảo là sao tổ sư bọn cây cảnh bây giờ toàn một thân thì các cái hàng bụi lên đây này nhưng nó sẽ bán chậm hơn hàng một thân. Thế tại sao bây giờ từ cây bụi nó to tướng tưởng tượng này, tại sao phải dốc một thân thành như này? Nó do nhiều người. Chứ bây giờ cả xã hội mà như ông ấy cứ thích hàng bụi cho nó to ấy, thì nó lại là chuyện khác. Nhưng mà 10 người thì đến 8 người thích hàng một thân. Mẹ từ cái hàng một thân với hàng bụi mà nó cũng chửi được. Tổ sư cái giống bán cây cảnh với cái giống nhà vườn toàn làm một thân. Mày thích cái hàng bụi thì bụi như này. Thế tại sao bụi một bụi nó to như này mà phải bọn tao phải cắt thành một thân như thế này? Đây này. Bụi rất to nha nhưng mà bây giờ phải giống như này. Tại vì bản thân mày có mỗi mình mày thích hàng bụi to như thế. Còn đa phần thì đến 8 thằng, 8 ông à 10 ông cây cảnh ấy, ông ấy đều thích hàng một thân. Còn khi mà cắt một bụi to như này thành một cái loại này thì bán như thế này thì tự nhiên là người ta sẽ mua cái hàng này. Nhưng mai sau mà cái cây mà nó to ấy, nó to ấy mà nó một thân nó to xong rồi tán nó to ấy thì người ta lại thích. Thì cái hàng này thì các bạn thích thì vẫn bán, nhưng mà bán như thế này với cái hàng kia thì nó đắt. Đấy, cái bụi này bụi to.
Việc người ta dốc một thân cũng chửi tổ sư cái bọn làm cây cảnh bây giờ này, chỉ làm một thân. Mua hàng bụi thì cũng có, nhưng mà bây giờ ít. Tại vì bây giờ xu hướng là người ta thích hàng một thân. Thế là đến khi sản xuất như này này, cũng toàn sản xuất một thân hết. Nếu mà các bạn không mua là tất cả những đoạn này cũng lại gióng hết một thân. Đấy, xu hướng thị trường nó thế mà. Không lại bó như này này, sửa hết thân như này này. Mà chờ một cái cây như này mà để nó tán nó to như cái hàng kia thì nó khó, một bụi to như này. Rồi, sửa hết một thân. Đấy, các bạn cũng nhìn cái cách mà sửa thân như này, tức là khi mà các bạn ở trong một cái cây mà nó có bụi ấy thì các bạn lấy cái cành mà nó đây là vẫn là để như này để chiết này. Để cái thân mọc thân to nhất. Đấy, các bạn cắt hết đi xong rồi để các bạn sửa một thân. Bây giờ cái cành nhài kép, cành nhài chiết nó cũng rẻ mà. Cho nên là mới thế, phá hết từ cái bọn kia sang bên này chứ. Phá để thành nó ít thân đi. Đấy. Còn tôi cũng sắp hết pin rồi. Kép nào lại phải về đây. Đây một thân này. Nuôi thì bọn này xong rồi để nó tán nó to để nhu cầu thị trường. Còn bán cho mọi người cái loại 250 từ 10 cây này cái bọn mình kìa. Tán thì bây giờ nếu mà muốn tán to à, mà muốn ấy thì đây này, những cái cây chưa buộc tán hoặc là không phải bung nó ra. Cái hàng này nó mỡ hơn. Ngày xưa 120 bé lắm. Nhưng nó không được cái thân bằng ngón tay này đâu. Thân bằng ngón tay này đâu. Cao cây thì đo rổ. Hàng này nó mỡ hơn. Còn nói chung là các bạn mua đâu rẻ thì cứ mua nhá. Mua đâu rẻ vẫn mua. Nhái ba lá với các thứ đặc tính của nó thì tôi nói rồi. Nhá.